Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe em cập nhật và giới thiệu cho anh chị và các bạn thông tin ngay lúc này là một chiếc xe Kia Sorento phiên bản 2.4 Số tự động, máy xăng, sản xuất là 2013 Xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội rồi Khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không bị no mất 20 triệu tiền biển Mà chỉ mất phí đổi biển thôi Hệ thống cảm biến có trang bị ở phía sau cùng với những tính năng như là hệ thống rửa đèn pha, đèn sương mù dạng halogen, đèn chiếu sáng dạng bi. Mâm trang bị mâm đa chấu hợp kim với uh, mâm 5 chấu hợp kim kép. Dọc thân xe thì có trang bị cho anh chị và các bạn bậc lên xuống là bậc cứng, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Sơn si của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp, còn uh, cản trước cản sau thì nó cũng có chỗ đã phải sơn lại rồi. Đây là những cái chi tiết đường led anh chị có thể tham quan về những cái phần hệ thống bóng đèn hậu rồi những phần tổng thành của chiếc xe để các bác có thể đánh giá được chất lượng của chiếc xe đã còn được đẹp hay không. Với đằng sau thì nó sẽ trang bị những tính năng an toàn cơ bản như hệ thống cảm biến cam đùi, gạt mưa, đèn phanh trên cao. Với cốp chứa đồ của chiếc xe rất là rộng rãi, cốp sử dụng hệ thống cốp cơ. Những con ốc bản lề và những cái chi tiết ốc ác còn nguyên bản anh chị ạ kéo chỉ định táng của chiếc xe, anh chị có thể tham quan và đánh giá cùng em. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng ô tô chất, địa chỉ đơn vị là 91 Nguyễn Tránh, Yên Hòa, cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Đây là những đường led chi tiết, đồ người kích lốp, tất cả mọi thứ đều còn trong tình trạng là nguyên bản này chị ạ. Các bác có thể ngắm ngía qua. Phần nấp sơ cua của chiếc xe thì nó nằm ở dưới gầm anh chị ạ cửa gió điều hòa hai bên cánh cửa hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba Đấy, những đường led tổng quan chi tiết để các bác có thể tham quan xe thì cũng có trang bị cho anh chị và các bạn cửa sổ trời với những dòng xe Kia Sorento thì nó sẽ có hai tùy chọn về động cơ cho anh chị và các bạn có thể lựa chọn như là động cơ máy xăng và động cơ máy dầu với máy xăng là 2.4 máy dầu là 2.2 và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian ghế ngồi hàng ghế thứ hai để tham quan xem xe nó có những tiện nghi gì nhé. Ở phần cánh cửa đầu tiên thì ta sẽ quan sát về hệ thống keo chỉ để xem biết nó có bị đâm va về phần cánh hay không. Cũng như là cái phần tab ly cánh cửa để đánh giá cái độ sử dụng của chiếc xe. Những đường led chi tiết ốp ác của chiếc xe vẫn còn giữ được độ đẹp. Và bên trong đây là những con ốc bản lề và hệ thống cửa gió điều hòa ở bên cánh cửa thảm trải sàn được bác chủ nâng cấp đầy đủ rồi và đây là chất lượng mà ghế của chiếc xe hàng ghế thứ hai với hệ thống ghế da màu đen đục lỗ thông hơi tạo sự thoải mái cho người ngồi hai cửa sổ trời mang lại cho anh chị và các bạn không gian thoáng đãng cũng như là nhìn cho nó à, khi đi ngắm cảnh thì mình có thể mở ra đây là những phần chi tiết về phần cánh lái của chiếc xe để các bác có thể tham quan những đường nét chi tiết nó phải nói là rất là hoàn hảo từ những cái phím bấm của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ nét cho anh chị và các bạn hệ thống một chạm lên xuống kính ở kính lái và kính phụ hàng ghế thứ hai thì nó là kéo lên thôi chứ không được auto đây là những cái chi tiết anh chị bạn có thể tham quan từ những con ốc bản lề mọi chi tiết còn phải sơn của nhà sản xuất và chất lượng từ những phần bậc lên xuống này hệ thống ghế ngồi trang bị cho anh chị và các bạn chỉnh điện chất lượng từ những cái phần má ghế rồi là những phần cột keo ốc bản lề những đường led chi tiết để các bác có thể tham quan xe trang bị điều hòa tự động ba vùng hỗ trợ khởi hành ngang dốc rồi là chống chân trượt cân bằng điện tử vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía sau thì nó có cụm đồng hồ thiện, hiển thị thông tin analog dạng ống thể thao rồi là màn hình giải trí này đầy đủ những tiện ích phí bấm chức năng điều hòa tự động ba vùng cần số thì trang bị cần số dích rắc và bệ tì tay của chiếc xe anh chị có thể tham quan chất lượng má ghế cũng như là những đường led bên trong trần xe và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về chiếc xe em đang giới thiệu hiện trạng của chiếc xe nó có như nào thì em luôn quay nguyên như vậy kể cả những vết xước xác nhỏ ở đâu ở trên cái phần nắp cabo hay là những nào em đều quay hết cho anh chị và các bạn để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất giúp anh chị và các bạn ở xa tiết kiệm được thời gian đi lại cũng như đánh giá được chất lượng của chiếc xe em đang giới thiệu Nó còn được hoàn hảo hay không và với chiếc Kia Sorento 2.4 sản xuất là 2013 làm bánh quãng đường hơn 100.000 km hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 420 triệu giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.